tin giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cuối. Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục chánh tòa giáo phận Xuân Lộc, đã cử hành thánh lễ làm phép khu đất và khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cuối thuộc giáo phận. Đúng 8 giờ, thánh lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế thánh lễ. Đồng tế trong thánh lễ có 3 giám mục và đông đảo các linh mục trong và ngoài giáo phận. Đến tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân, quý chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ vào khoảng 17.000 người. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse kêu gọi con cái giáo phận Xuân Lộc đang hiện diện trong thánh lễ hoặc đang theo dõi qua phương tiện truyền thông, hãy cầu nguyện cho việc xây dựng trung tâm Đức Mẹ núi Cuối diễn ra được an toàn và tốt đẹp. Đức cha cũng ước mong từ nơi công trình này như là một dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương trong toàn giáo phận, hướng mọi người đến việc thực thi lòng thương xót và đến việc truyền giáo. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã giảng lễ và thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng và cầu chúc cho trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cuối mau hoàn thành để là nơi cho không chỉ Xuân Lộc mà cho cả giáo hội Việt Nam về đây để vun trồng đời sống tâm linh. Sau bài giảng, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận đã làm phép khu đất xây dựng tượng đài Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội trên đỉnh núi Cuối. Tiếp đó, Đức cha làm phép những viên đá đầu tiên để xây dựng 3 hạng mục đầu tiên, đó là tượng đài Đức Mẹ, đền thánh Đức Mẹ và nhà nguyện thánh thể. Cuối thánh lễ, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, trưởng ban tổ chức thánh lễ đã có lời tri ân Chúa và cảm ơn cộng đoàn.